Dạ, tôi là Lý Ngân Tú đây. Dạ, quản lý Lý à, tôi sẽ xuống ngay mà. Dạ. Nghi thức kỷ niệm cực vậy sao? Đi đâu vậy? Quản lý Lý nhờ tôi giúp một số việc sau lễ. Những sản phẩm kỷ niệm của chúng tôi được đặt ở đó. Ồ, biết rồi, đi đi. Dạ. Kỷ niệm ngày thành là biết bao nhiêu lần rồi, mà sản phẩm lần nào cũng giống nhau vậy. Mọi người chú ý, đây là nhân viên mới tên là Chính Quân. Từ ngày mai bắt đầu đi làm, hôm nay để làm quen với mọi người. Tôi là Khương Chính Quân, xin mọi người giúp đỡ. Từng du học ở Mỹ, ở công ty chi nhánh bên đó làm việc. Mới giờ ở đây, đại lý Dương nhớ chị bảo thêm ha. Xin chào, tôi là quản lý Ngô Nhu Tịnh. Dạ, xin mọi người giúp đỡ. Đây là quà kỷ niệm của công ty. Sao để chúng ta xem như là người trong nhà nhé. Dạ cảm ơn chị. Chà, đàn ông nhìn còn thích nữa mà. Đẹp trai ghê ha. Tổ chúng ta nhân viên nữ chắc có phúc lắm đi. Chú tự cảm kích không hết nữa là. Chị vẫn chưa về sao? Để quên điện thoại ở đây. Ngư Tú cũng về luôn đi. Đúng rồi, đó là quà kỷ niệm đó, mang về đi. Dạ. Wow, đang định mua sữa tắm đây. Ủa, đây là kem bảo vệ da tai mà. Mùi dễ chịu quá. Tốt quá rồi. Những thứ này chắc dùng được mấy tháng luôn. Nè, đợi tôi một lát. Nè, anh à. Nè, đợi một lát đã. Nè. Là tôi hả? Dạ, là anh đó. Tại sao có thể tùy tiện lấy đồ của người khác đi chứ? Tôi sao? Cái gì? Cái này là của tôi đó. Không phải bây giờ anh lấy đi rồi hay sao? Cái này là của tôi. Ôi, tức chết đi được. Anh xem, trên đó viết cái gì? Quà tặng kỷ niệm ngày thành lập tập đoàn Manboost. Tôi ở Manboost làm việc đó. Thì tôi cũng ở Manboost làm việc mà. Anh cũng ở Manboost sao? Nhưng mà đây là lần đầu tiên tôi gặp anh. Vậy anh làm ở bộ phận nào vậy? Bộ phận marketing. Bộ phận marketing ở Manboost sao? Ôi thật là. Tôi chính là làm ở bộ phận marketing Manboost đây. Nhưng mà tôi chưa bao giờ thấy anh qua cả. Ôi trời ơi, hôm nay để tôi bắt được quả tang rồi. Nè, anh xem đi, bộ phận marketing Manboost Lý Ngân Tú đó. Đừng nói là không biết chữ nha. Lý Ngân Tú. Để tôi xem thử. Ôi, không thể vậy được. Bộ phận marketing rõ ràng không hề có người như anh mà. Cho nên anh không phải là người của tập đoàn Manboost. Cái đó là của tôi đó. Cái cô này thật là, cái này là của tôi mà. Nè, cái anh này thật là. Cái này là của tôi mà. Như vậy chứ hả? Anh à, rõ ràng cái này, con người sao sống như vậy được hả? Tại sao có thể tham đồ của người khác? Phải sống cho chính đáng một chút. Đúng là loại người chẳng ra gì. Suốt chứa nợ bị ăn cắp rồi. Cười chết đi được. Thật là nực cười. À, ôi trời ơi, tại sao có chuyện buồn cười như vậy chứ? Cười tao có bụng. Con về rồi đây. À, con trai về rồi hả? Chào anh. À, Thế Nghiên đó à? À, chưa ăn cơm có đúng không? Dạ đúng rồi, con đói quá. Con lên thay đồ trước đi. Ừ, ba nói sẽ về muộn mà. Chúng ta cứ ăn trước đi ha. Dạ. Đúng là lôi thôi mà. Chắc bỏ đi rồi. Ôi trời. Anh à. Mình từ từ thôi. Cậu bắp của anh tuyệt thật đó. Làm ơn đừng có nghịch quá mà. Anh à, em là sinh viên đại học đó. Đừng có xem em là học sinh cấp 3 nữa chứ. Trong trường toàn mấy bạn nam quấn lấy em, phiền chết đi được. Anh cứ xem em là con nít thôi. Nè, dù thế nào thì em cũng là em gái của anh đó. Em với anh cũng chẳng phải có quan hệ huyết thống gì, xem em lại là em gái của anh được chứ. Chúng ta chỉ là quan hệ nam nữ mà thôi. Anh là con trai, em là con gái. Anh, chúng ta chính thức hẹn hò đi. Hẹn hò đi anh. Cái gì? Bây giờ em nghiêm túc hơn lúc nào hết đó. Không phải đang làm nũng với anh đâu. Cũng không xem là trò đùa đâu. Cô biết không hả? Từ khi em mới 12 tuổi em đã thích anh rồi. Nè Mẫn Thế Nghiên. Bắt đầu từ bây giờ anh chính là của em. Con nhỏ đây. Được rồi, hôm nay chị đến đây thôi. Cơm chuẩn bị xong rồi, mau xuống thôi. Thôi thiệt là. Rõ ràng mình để kem bảo vệ da tay vào trong túi xách rồi mà. Hả? Đây là cái gì đây hả? Không phải của mình rồi. Là của người đó sao? Tôi thuộc bộ phận marketing. Nói rõ là bộ phận marketing. Nhưng mà trong bộ phận đâu có người này hả? Ôi trời, cái gì đây? Cái gì đây? Đây là chuyện gì hả? Ôi, làm sao bây giờ? À, dạ dân, trưởng phòng à. Dạ, bây giờ sao? À, dạ. Dạ, tôi biết rồi, dạ. Ăn khỏe quá đó. Chẳng có chuyện gì vui bằng được nhìn thấy con trai mình ăn cơm ngon như vậy ha. Đến như vậy sao? Dĩ nhiên rồi, đi du học ở nước ngoài biết bao nhiêu năm hả? Cùng nhau ngồi ăn cơm như thế có phải hay không đây? Thế Nghiên à, con có vui không? Dạ. Nếu lần này anh mà không về là em sẽ bay qua Mỹ luôn đó. Ừ. Vậy sao? À, đúng rồi, nói cũng phải ha. Từ nhỏ con đã chơi với lại Chính Quân nhà ta rồi. Được thấy hai con ngồi ăn như vậy thật là tốt quá đi hả? Ơi. Tuy Chính Quân là đứa con chính mẹ sinh ra, nhưng ngoại hình thì thật là tuyệt quá đó. Đúng không hả? Rất là tuyệt. Ôi, còn Thế Nghiên nhà ta cũng không thua kém gì tiểu thư Hàn Quốc cả. Nếu hai con sanh con ra chắc chắn rất là xinh đẹp. À, mẹ hả? Hả? Cho nên con muốn kết hôn cùng anh ấy. Cái gì hả? Ôi trời, ôi mẹ ơi, Thế Nghiên à, con thật sự rất thích Chính Quân nhà ta sao hả? Ôi trời ơi. Ôi mẹ hả? Không có gì, mẹ cảm thấy bất ngờ thôi mà. Biết rồi, ăn đi ha. Thật là xứng đôi đó. Ơi trời ơi, xứng đôi quá. Xứng đôi. Xin chào. Dạ. Anh hả? Em đang ăn cơm, bây giờ sao? Dạ em biết rồi. Vậy? Dạ anh Đông Nhiên, nó muốn cùng nhau uống rượu đó mà. Ôi trời ơi, tối vậy rồi còn uống cái gì chứ? Anh à, em cũng muốn đi nữa. Ôi trời, tiểu thư à, lo ngồi ăn cơm của mình đi. Đó không phải là chỗ con nít đến đâu. Con đi đây mẹ. Đi đi hả? Em không phải là con nít đâu. Anh à. Tôi đến rồi, trưởng phòng à. Em đến rồi, hôm nay bận quá. Em lại không đến được. Đang chuẩn bị một ít trái cây giòn lên đây. Em biết rồi. Wow, bà dĩa trái cây thì không ai làm đẹp hơn em đâu. Viện trưởng à? Dạ. Không phải đâu, tôi có thể gửi tiền dưỡng phí của Dông Mi qua mà. Dạ đương nhiên rồi, cũng đâu có bao nhiêu. Đừng quá lo lắng mà, tôi vẫn sống tốt lắm. Dạ, tuần sau tôi sẽ đến đó một chuyến. Dạ. Dạ viện trưởng à? Dạ. Cô là người mới đến phải không? Hèn gì chưa từng gặp qua. Hả? Dạ xin lỗi. Nè, định làm gì vậy? Tránh ra đi. Tránh ra. Cũng khá lắm chứ. Khuôn mặt cũng khá xinh. Anh thấy khá hài lòng đó. Hôm nay hãy chơi cùng với anh đi. Nè, cái này. Nè, cái này anh sẽ cho em. Anh còn có rất là nhiều tiền nữa nè. Cho em hết luôn đó. Hôm nay hãy đi chơi cùng với anh đi. Đi. Nè, bỏ tôi ra đi. Ơi, anh nói đi chơi thì cùng đi chơi với anh, còn già mồm làm cái gì nữa. Nè, những người đến quán bar đều như nhau cả thôi, giả bộ thanh cao làm gì chứ. Nè chú. Chú à, uống xong thì về đi, đừng có la lối ở đây nữa. Mày là ai đi? Sao lại xen vào việc của tao làm cái gì? Ông chỉ biết nghĩ đến những thứ này thôi sao? Quản lý đâu? Sao có loại người này hả? Mau đến giải quyết đi. Nè, thả tao ra. Tụi mày có biết tao là ai không? Tụi mày chết chắc rồi đó. Thả tao ra. Thả tao ra. Không sao chứ? Dạ cảm ơn anh. Nè. Hình như chúng ta đã gặp ở đâu thì phải. Cái này của tôi đó. Cái cô này thật là. Cái này nè, là của tôi nè, mà. Cái chú này thật là của tại tôi sao đó. Lại như vậy hả? Ôi. Rõ thật là. Cái chú này, con người sao sống như vậy được hả? Tại sao có thể tham đồ của người khác được hả? Cái này của tôi mà. Thì ra là người ghê gớm đó hả? Nhân viên thực phẩm Manboost, đúng không? Mà nè, không phải là ở đây để làm việc đó chứ. Ban ngày thì làm việc ở công ty, ban đêm thì làm việc ở quán bar. Thật là có tính nghệ thuật đó mà. Đúng vậy. Ban ngày ở công ty làm việc, buổi tối thì làm việc ở đây. Như vậy cũng sai hay sao chứ? Không, rất giỏi. Nhưng mà đây chẳng phải là việc đáng để khoe khoang. Vậy thì cũng chẳng là việc gì đáng chê trách cả. Còn nữa, rõ ràng không là việc ở đó nhưng lại nói dối, thì càng không đáng để nói những lời này đâu. Biết chưa? Mỗi lần gặp mặt đều là mình bất ngờ thiệt đó. Thật là chẳng có vui gì, đúng là xui xẻo. Em đến rồi. Ngồi đi. Đột nhiên sao kêu em đến đây vậy? Thì chúc mừng em bắt đầu đi làm. Sao rồi? Hôm nay ngày đầu tiên đi làm cảm giác thế nào? Rất là đặc biệt đó. Đương nhiên là đặc biệt rồi. Xem ra chẳng có gì âu sầu so với ở nước ngoài cả. Công ty có anh rồi, em cần phải đến đó làm gì nữa? Chủ tịch kỳ vọng ở em rất nhiều đó. Em lại có thể nói vậy sao? Kỳ vọng của ba đó với em chẳng có hứng thú gì cả. Cũng không muốn có trách nhiệm công ty nữa. Cái thằng này làm sao có chuyện đó được. Em là con trai của chủ tịch mà. Là con của chủ tịch. Nếu không có năng lực bảo lại công ty thì công ty sẽ sớm mất đó. Sẽ có người tốt hơn em, có trách nhiệm và năng lực hơn em. Người đó giống anh vậy. Nếu như chủ tịch biết được sẽ xảy ra chuyện lớn đó. Nè, uống cho anh một ly. Anh có tin tưởng ba không? Có tin tưởng ba em không? Nếu không tin tưởng chủ tịch thì tin ai đây? Anh tin tưởng. Đừng có tin tưởng. Đừng có tin tưởng ba. Cũng đừng tin tưởng em nữa. Cái thằng này. Hôm nay em sao vậy? Nè, đừng có nói những chuyện đó nữa. Uống rượu đi. Ê, nếu về sớm một chút thì được gặp Thế Nghiên rồi. Thế Nghiên ngày càng xinh đẹp hẳn ra đó. Chính Quân đâu rồi? Nghe điện thoại của Đông Nhiên xong thì ra ngoài rồi. Chính Quân nhà ta cùng ngồi ăn với lại Thế Nghiên. Nhìn rất là xinh đẹp. Đúng là một cặp trời sinh đó. Bà nói lung tung cái gì nữa vậy? Chuẩn bị nước tắm cho tôi đi. Biết rồi, ông xã. Ông xã à? Hay là chúng ta nhân cơ hội này để Chính Quân và Thế Nghiên cưới nhau đi hả? Như vậy thì chúng ta mới sớm được cháo bồng chứ. Trong nhà sẽ có tiếng cười nói không phải hay sao? Phiền quá đi. Biết rồi mà. Làm gì mà nạt tôi dữ vậy hả? Muốn ai làm con dâu đó hả? Với điều kiện của Chính Quân thì phải kết hôn với nhà đàng hoàng mới phải. Sao lại có thể kết hôn với đứa không có bố mẹ chứ? Ôi trời, sao có thể nói người ta thê thảm như vậy được? Thế Nghiên không được hả? Phải nhớ lấy lời của tôi, xê dung tuyệt đối không được. Tại sao không được? Tại sao? Bà của Thế Nghiên là ai? Đối với ông mà nói, đó là người bạn thân, hợp tác làm ăn. Cho nên chúng ta mới nhận nuôi dưỡng con bé mà. Ơi, làm gì mà có được cái duyên tốt như vậy chứ? Nói chung tôi nói không được là không được. Đừng có nói những chuyện đó nữa, Thế Nghiên không có được là không được. Không có được, biết chưa? Cái ông này làm sao vậy hả? Ôi trời ơi. Đồng Huy à? Nè, định đi đâu vậy hả? Đồng Huy nè. Mở Đồng Huy. Ôi trời ơi. Ôi sống rồi. Ôi trời ơi. Chuyện gì? Có cái gì mà em giấu trong đó vậy hả? Không có gì đâu, tại vì mệt quá thôi mà. Mặt em bị sao vậy? Không có gì, chỉ là da phải thôi, không có gì đâu. Da phải cái gì? Hai con mắt như vậy, da phải cái gì được hả? Em, đi đánh nhau phải không? Có phải là đi đánh Quyền Anh không hả? Không có mà, thế này em cũng không đến đó nữa. Lại nói dối, vừa nhìn đã biết ngay rồi. Để cho chị xem nè. Xem này, xem nè. Cái này là cái gì hả? Biết ngay là thế này mà. Hả? Em chỉ mang những thứ đánh Quyền Anh đem về nhà thôi mà. Có thật không phải không hả? Em mà chị không biết sống sao nữa. Đã 29 tuổi rồi đó, còn đi đánh Quyền Anh. Đánh đến mặt mũi thế này hả? Năm ngoái muốn là ngồi xe leo núi gì đó, ngồi đánh gãi cả chân. Bây giờ lại đi đánh Quyền Anh, mặt mũi như vậy. Em định khi nào mới chịu thành người lớn đây hả? Khi nào mới hiểu chuyện đây? Đến khi nào đây hả? Nói cho chị nghe, đến khi nào đây? Cái con nhỏ này đến khi nào đây hả? Chị à, đau mà đừng có đánh nữa mà. Chị đau nên mới đánh đó. Em khi nào mới chịu hiểu chuyện hả? Chị đến khi nào? Đúng thật là cái con này. Ra ngoài đi mà đừng có gây nữa. Mau ra ngoài đi. Vì em mà chị không sống nổi đây. Cái con gió này. Đừng có cằn nhằn mãi mà. Cằn nhằn mãi thôi. Mình có thể dùng một Quyền Anh đánh ngã anh ấy luôn. Đau quá. Đến chỗ này cũng đau nữa nè. Cô đổ bao nhiêu xăng? Cái đó anh à, tôi xin lỗi nha. Có thể đổ cho tôi 10.000 xăng được không? 10.000 quên sao? Tôi biết rồi. Dạ, tôi xin lỗi. Dạ. Cái dạy của tôi. Cô có cần một ly cà phê không? Hả? Cà phê là miễn phí. Dạ được. Cảm ơn anh nha. Được. Nè, của cô đây. Dạ cảm ơn. Cảm ơn nha. Dạ. Cho cô thêm khăn giấy nha. Còn thêm khăn giấy sao? Dạ cảm ơn anh. Cảm ơn. Cái này. Được. Nè. Dạ. Cảm ơn anh. Anh cho tôi nhờ như vậy không sao chứ? Đây đều là quà tặng cả, không sao đâu. Thật là cảm ơn anh. Dạ. Cô đừng lái xe quá sức nha. Dạ, cảm ơn anh. Đổ có 10.000 won xăng mà đem hết 10.000 won đồ đi luôn. Tôi cảm thấy cô ấy rất mệt. Phải làm việc gần đến 3 giờ sáng. Anh cũng vậy đó, tôi cũng vậy nữa. Và cô ấy cũng vậy. Hôm nay phát tài rồi. Xin chào mọi người, xin chào buổi sáng. Làm sao đây? Đây là chỗ ngồi của anh Chính Quân đây. Ngân Tú làm quen đi chứ. Đây chính là nhân viên mới tên là Chính Quân, còn đây là thực tập viên của chúng tôi tên là Lý Ngân Tú. Xin chào. Tôi tên là Khương Chính Quân. Xin chào. Tôi tên là Lý Ngân Tú. Ngân Tú à, rót cho Chính Quân ly trà đi. Dạ. Sao kỳ vậy? Làm sao đây hả? Người đó chính là người mới sao? Ôi, làm sao đây? Lý Ngân Tú chết chắc rồi. Lý Ngân Tú à, làm sao đây? Qua cái điện của tôi vẫn còn chứ. Thực tập viên marketing, chị Lý Ngân Tú. Hôm qua thành thật xin lỗi. Không đâu. Tôi cảm thấy cô nói rất hay đó. Không thể tham đồ của người khác được. Sau này xin giúp đỡ thêm nha. Sao rồi? Ngon miệng chứ? Rất ngon. Mùi vị của nấm làm cho người ta không hề có cảm giác nghèo. Cũng bao gồm việc lần này chúng ta sẽ tung ra thị trường bột gạo Hương Vị Nấm phải quảng cáo 3 mùi vị của bột gạo. Chia ra làm các chiến lược tung ra thị trường. Cuộc họp của chúng ta hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người ăn cơm bò không? Đi ăn cơm thôi. Cơm sườn chua ngồi trên đây thế nào? Cũng được. Có phải xe ra không vậy? Dung Chu nè, nhớ lấy chúng tôi đều xe ra cả đó. À, tôi nhớ là mình quên đem ví tiền rồi. Đây là cách thông thường rồi đó nha. Đây là cách trưởng phòng Ngô dùng thì có. Mọi người đi trước đi, tôi sẽ quay lại ngay. Được rồi, nhớ là trước mặt chính là tiệm cơm sườn. Dạ. Lý Ngân Tú, cô không đi ăn sao? Anh đi ăn trước đi, tôi có hẹn rồi. Vậy sao? Tôi đi trước đây. Làm sao đây hả? Làm sao đây? Lại làm bộ như vậy nữa. Là ý gì đây hả? Dạ, giám đốc à. Dạ, bây giờ tôi sẽ đến ngay. Dạ. Đợi một lát. Cô làm rớt cái gì sao? Cái gì? Không phải. Cô cứ ra sức nhìn cái chân của cô đó. Cả đêm đi làm chắc không ngủ được rồi. Cô cũng giỏi quá. Chuyện hôm qua gặp cô ở chỗ đó, tôi sẽ không nói cho ai biết đâu. Nên cô cứ yên tâm đi. Nói ra rồi cũng có sao đâu. Làm ở quán bar mà nói không sao hả? Vậy thì sao hả? Không. Tại sao có thể quay về đến vậy? Làm ở quán bar mà đáng để khoe khoang như vậy sao? Sao Lý Ngân Tú lại không đi ăn với chúng ta vậy? Lý Ngân Tú chỉ toàn ăn một mình thôi. Không phải, nếu như ăn cùng chúng ta, tiền cơm không thôi cũng 7-8 ngàn rồi. Đối với thực tập mà nói có chút khó khăn. Đúng rồi. Nghe nói là Lý Ngân Tú là cô Nhi hả? Có thật vậy không? Cô không biết gì sao? Chính là cô Nhi đó. Đúng là đáng quý mà. Là một cô Nhi tốt nghiệp lớp học ban đêm, làm việc ở công ty của chúng ta. Nói thẳng ra cũng có chút phiền toái. Gần đây đâu có ai nghèo khó đến như vậy. Bởi vậy tránh xa cô ta càng xa càng tốt đó. Ở bên cạnh cô ta đúng là tiêu hao sức lực mà. Sườn cay lắm đó. Giám đốc. Đến rồi sao? Đang nói sao em còn chưa đến nữa? Ở đây cả đó. Tất cả 20 bộ đưa cho chị 10.000 won nha. Cảm ơn chị nha. Thật là cảm ơn. Nói là đưa đến bệnh viện, chị cũng không muốn lấy tiền đâu. Dù sao cũng phải thông cảm hoàn cảnh của chị để bọn trẻ mặc nha. Dạ, giám đốc ạ. Cảm ơn chị. Ôi trời. Dạ xin lỗi à. Không sao đâu, dù sao thì tôi cũng không có để ý đến cô. Vào đi. Dạ cảm ơn. Ôi trời. Mẹ hả? Sao bây giờ mẹ mới về vậy hả? Con còn có hẹn nữa đó. Ôi trời, ngày nào cũng đi gặp mấy thằng bè vô dụng, có gì quan trọng chứ. Mau phụ anh mày đem cái này vào trong bếp đi. Ôi trời, nặng quá. Này thế mà, hôm nay có khách đến chưa? Ngày nào cũng như vậy cả. Trời hôm nay thật là tươi quá ha. Ăn xong cơm thì đi đến trạm xăng đi. Không đâu mẹ, cũng không có thời gian mà. Nhanh chút là được. Thiểm ơi, nấu thịt lên cho bọn trẻ đi. Dạ. Con cũng ăn gì đó rồi hãy đi. Mẹ à, không cần đâu. Cho con 30.000 won là được rồi. Ôi trời, cái thằng này. Mày để tiền ở chỗ mẹ chắc. Mở miệng ra là tiền. Hôm qua không phải lấy 30.000 won rồi đó sao? Mày phải cho con tiền xe, rồi tiền cà phê nữa. Ôi trời. Nè, em phải chăm chỉ học đi đó. Anh yên tâm đi, dù chết em cũng phải học mà. Tốt quá, con đi đây. Đừng đi khuya quá đó. Công việc thì vẫn phải làm, có mệt lắm không? Dạ không có mệt, rất nhàn rỗi. Ông chủ cũng là người tốt nữa. Nhưng mà sao mẹ lại không ăn cơm? Lát nữa mẹ với Thiểm ăn chung được rồi. Con ăn trước đi. Ôi trời, con trai của mẹ ăn ngon miệng quá đi à. Ê, mẹ cũng phải tìm đứa con dâu rồi. Xinh đẹp lương thiện, tấm lòng tốt, lại có nghệ thuật nữa. Phải đi tìm thôi. Trên đời này đâu có ai như vậy mẹ. Sao lại không chứ? Không phải mẹ hay sao? Trên đời này thế nào cũng có một người giống như mẹ vậy. Nếu như đi tìm sẽ tìm được người như vậy thôi mà. Người con gái xinh đẹp lương thiện, tấm lòng tốt, lại có nghệ thuật. Dạ. Ăn mau đi. Mọi người vào trước đi. Lạ thật, rõ ràng để ví tiền ở đây mà. Nếu chưa tìm thấy ví tiền thì xin nhường trước đi ạ, đằng sau vẫn còn người. Dạ. Tất cả bao nhiêu vậy? Dạ 1.100 won. Tính chung cái này đi. Dạ không đâu, không cần. Tính chung đi. Đợi khi nào tìm được ví tiền thì hãy trả lại. Dạ cảm ơn. Cái này có phải đem đến công ty không? Cái này để tôi phải đến bưu điện gửi đồ đó. Giờ cơm trưa chỉ còn 10 phút nữa thôi. Bưu điện ở gần đây sao? Đi chung nha, đi một mình rất mệt. Sao mà nặng nề như vậy hả? Nè. Diện thiên sứ. Bao nhiêu tiền vậy?